Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đường dây nóng Alo V9 phát sóng định kỳ vào 21 giờ tối thứ hai hàng tuần. Chương trình sẽ tổng hợp những phản ánh của khán giả đã gửi về cho đường dây nóng Alo V9 cũng như cung cấp đến quý vị về quá trình nhóm phóng viên chúng tôi tiếp nhận, xác minh và xử lý những thông tin phản ánh trong tuần vừa qua. Đường dây nóng Alo V9 đã nhận được phản ánh của khán giả về việc lối đi vào nhà bị rào chắn gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo phản ánh của Nguyễn Văn Ao, nhà ông tại số 7/2B, ấp Thới Tứ Hai, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, bị ông Nguyễn Văn Nhu rào bích lối đi nên không ra vào được đã hơn 5 tháng nay. Ông đã khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân xã Thới Tam Thôn nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhà ông và các hộ trong cùng khu đất sinh hoạt vô cùng khó khăn. Từ phản ánh của khán giả, phóng viên đường dây nóng Alo V9 đã đến địa điểm nêu trên để xác minh sự việc. Theo ghi nhận của phóng viên đường dây nóng Alo V9, lối đi mà ông Ao phản ánh đang bị hàng rào lưới chắn khá kiên cố, không thể đi ra vào được. Ông Ao cho biết, trước đó nhà ông và các hộ gia đình khác trong khu đất này vẫn đi ra vào ở lối đi này. Nhưng 5 tháng nay, ông Nguyễn Văn Nhu, vốn là họ hàng với ông Ao, lại rào lối đi này lại, khiến cho gia đình ông Ao và hai hộ khác phía bên trong khu đất sinh hoạt vô cùng khó khăn. Con đường này, đường nội bộ, có từ năm 1957. Lối đi dẫn đi chung, ở phía ngoài nó khoảng độ 3 mét. Đến năm 1998, khi kê khai đất đai thì gia đình cũng kê khai như bao nhiêu hộ khác. Và được Ủy ban Nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng mà không có đo đạc gì cả, nói chung là chỉ có giấy chứng nhận thôi. Cái đường vẫn tiếp tục đi, các hộ bên trong vẫn đi như vậy. Thì cho tới ngày 2 tháng 9, thì ông Nguyễn Văn Nhung mới rào bích cái đường đi. Vì quá bức xúc không có đường đi, cho nên ở gia đình đây mới lên báo ủy ban xã. Ngôi nhà hiện ông Ao sinh sống là nhà tình nghĩa, được chính quyền xây dựng năm 1998. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của ông Ao, Ủy ban Nhân dân xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn đã tiến hành cưỡng chế một lần khi ông Nhu rào lối đi ngang qua khu đất của nhà ông. Nhưng chỉ sau đó không lâu, lối đi lại được rào lại như cũ. Trước đây thì chú Năm với chú Sáu đi đường nào tôi đó, tôi không biết thật sự. Sau này đằng đó không cho đi, cái đường đi này đà hôm đó đằng đó rào lại, giờ phải cho đi đỡ. Chứ giờ chú Năm ông nhà anh kia ông phải trèo qua nhà chú Sáu đi qua, đều không đi vậy rồi sao được. Gia đình tôi nói thật ra cũng hơi tủi thân thật. Mẹ thì được nhà nước lấy đặt tên đường dài 2.600 thước. Nhưng mà cái nhà từ ngoài đường mà vô nhà mẹ có 70 thước mà không thể nào vô được. Ông Ao và những hộ dân trong khu đất này cho rằng, mặc dù có lối đi khác được mở ra phía bên trái khu đất của ông, thế nhưng lối đi đó quá nhỏ và gập ghềnh, không thuận tiện đi lại, sinh hoạt cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Trước vấn đề được khán giả phản ánh, phóng viên đường dây nóng Alo V9 đã liên hệ đến các bên liên quan và chính quyền địa phương cũng như luật sư để tìm câu trả lời. Trả lời phóng viên VTV9 về phản ánh tình trạng lối đi bị rào chắn của các hộ dân nêu trên, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lối đi mà gia đình ông Ao và hai hộ dân khác đi lại lâu nay là đất thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn Nhu. Do vậy, việc ông Nhu rào chắn đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông là không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, phía chính quyền xã đã nhiều lần thực hiện hòa giải giữa hai gia đình theo nguyện vọng của ông Ao là được đi lại trên mảnh đất của ông Nhu nhưng không thành. Ba lần hòa giải thì đều không thành. Ủy ban dân xã cũng đã có cái phúc đáp cho chú Ao được biết rằng là vụ việc này thì thẩm quyền xã giải quyết là đã hòa giải, không thành thì cũng hướng dẫn cho chú, cũng trao đổi rất là cặn kẽ, hướng dẫn cho chú là phải khởi kiện ra tòa vì đây là tranh chấp dân sự. Tiếp giáp với phía đất bên hướng bên trái nhà chú á, là có một cái đường đi mà người dân người ta đã tự mở từ năm 2003 đi vào cái khuôn đất nhà chú. Và cái đường hiện nay thì ủy ban xã cũng đang có cái là báo cáo để phòng quản lý đô thị xem xét để phê duyệt lộ giới hẻm ở cái khu vực này. Thực tế ra thì chú vẫn có đường đi vào nhà nhưng mà nó không được rộng rãi như cái ý chú mong muốn là đi như từ trước đến giờ. Trong khi đó, bà Sương, đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Nhu cho biết, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nhu được cấp năm 1998, không thể hiện lối đi nào. Nay gia đình bà rào chắn lại để bảo vệ tài sản trong nhà và giữ an toàn trong sinh hoạt hàng ngày. Trên cái sổ đỏ của ba tôi, đứng tên không có thể hiện một cái lối đi nào cả.
Và đến năm 2005 thì địa chính xã cũng đã xác nhận là khi đo lại một lần nữa thì cũng không có lối đi nào cả. Cho nên không chắn lối đi của ai cả, kể cả ông Nguyễn Văn Ao. Trao đổi vấn đề này với luật sư Hà Hải thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Hải cho biết, theo luật định về thông hành địa dịch thì bất động sản nằm phía trong không có lối ra, được yêu cầu các bất động sản khác liền kề phải mở lối đi. Tuy nhiên, trong trường hợp của ông Ao đã có lối đi dân sinh khác, do vậy yêu cầu mở đường trên đất của ông Nhu theo nguyện vọng của ông Ao là không có cơ sở. Qua nghiên cứu đọc các cái tài liệu hồ sơ thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái lối đi đó là hoàn toàn không thể hiện trong hồ sơ, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Do đó thì tôi cho rằng là cái yêu cầu của cái hộ gia đình mà mong muốn mà có cái lối đi theo như cái nguyện vọng của họ thì rõ ràng là nó không có cơ sở theo quy định pháp luật. Luật sư Hà Hải cũng cho biết, trong trường hợp các bên không thống nhất với sự hòa giải của chính quyền địa phương thì có thể đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nguyện vọng của ông Ao là khó có khả thi. Tức là luật quy định chính quyền địa phương khi có tranh chấp như thế thì họ mời lên, họ tiến hành các cái bước. Nhưng các bước đó tự trung vẫn là cái thủ tục hòa giải. Tức là động viên hai bên ngồi lại với nhau. Ví dụ ông A trước đây là tình làng nghĩa xóm mở cho anh cái lối đi. Bây giờ tôi không muốn mở nữa thì bây giờ hai bên thương lượng với nhau. Bây giờ tiếp tục mở cho tôi bồi thường, tôi gửi cho anh số tiền hay như thế nào đó. Đó là vấn đề hòa giải. Xã động viên phân tích cho các bên nghe. Tuy nhiên là một trong các bên nếu họ không đồng ý thì đó là quyền của họ. Tuy nhiên thì luật cũng quy định rằng là trong cái trường hợp mà các bên không đồng ý với sự hòa giải của xã phường thì họ có quyền đưa cái vụ kiện này ra tòa án thẩm quyền. Và tòa án thẩm quyền họ thụ lý, họ giải quyết thì trên cơ sở tài liệu chứng cứ cũng như là các cái tài liệu họ thu thập được, các cơ quan thẩm quyền cung cấp công văn để họ đưa ra một bản án quyết định mà nó phù hợp với quy định pháp luật. Thứ hai nữa là bản thân cái chủ sở hữu yêu cầu đó, cái miếng đất đó thì họ cũng đã có cái con đường dân sinh rồi. Cho nên việc họ nảy lý do rằng họ đi xuống cái chỗ đó hay là họ nói rằng họ cần phải có một đường ra như thế để phù hợp với cái diện tích đất của họ vân vân thế nào thế kia thì tôi ngại rằng tòa cũng không thể nào chấp nhận. Về phía chính quyền địa phương, xã Thới Tam Thôn cũng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức một buổi hòa giải tiếp theo để mong muốn hai bên gia đình ông Ao và ông Nhu có thể đi đến sự thống nhất về việc có mở lại lối đi này hay không. Và việc này tùy thuộc vào sự đồng thuận và theo mong muốn của cả hai bên gia đình. Tiếp tục nhận được sự tin tưởng của khán giả tuần qua thông qua số điện thoại 0389 247 247. Đường dây nóng Alo V9 đã tiếp nhận phản ánh của khán giả nhắn gọi đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Và từ những phản ánh của khán giả trong tuần qua, phóng viên đường dây nóng Alo V9 cũng đã tiến hành xác minh, tìm hiểu những bức xúc của người dân. Đường dây nóng Alo V9 cũng đã tiếp nhận và xác minh phản ánh của nhiều khán giả tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc người dân tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cứ đến tối là không dám đi qua con đường Trần Hải Phụng do đã tồn tại 10 năm nay nhưng không được gắn đèn chiếu sáng. Theo phản ánh người dân, con đường này ở phía xã Phạm Văn Hai gồ ghề khó đi, thêm thiếu đèn chiếu sáng dễ dẫn tới té ngã, tai nạn giao thông. Còn bên phía xã Vĩnh Lộc B, con đường vắng vẻ do ít dân sinh sống. Ngoài thiếu sáng, đường xấu, nơi đây phát sinh nhiều tệ nạn trộm cướp. Trong khi đó, nhiều hộ dân tại khu dân cư An Lộc, số 126 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, khu dân cư này có gần 60 nền đất do một cá nhân phân lô, chuyển mục đích để bán cho khách hàng. Theo cam kết của chủ đầu tư, thì trong khu dân cư An Lộc sẽ có đầy đủ điện đường, vỉa hè và công viên cây xanh. Tuy nhiên, một cá nhân đã ủi toàn bộ cây xanh trên phần đất dành để làm công viên cây xanh và đổ bê tông xây dựng một bãi đỗ xe. Các hộ dân rất bức xúc vì chủ đầu tư dự án không làm đúng theo cam kết. Bên cạnh ghi nhận, vào cuộc xác minh những phản ánh của khán giả gửi về, trong tuần qua, phóng viên đường dây nóng Alo V9 cũng đã trực tiếp liên hệ với các đơn vị có liên quan đến các vụ việc để phản hồi cho khán giả. Đơn cử như phản ánh của cộng đồng dân cư tại khu dân cư thuộc tổ 9, khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chưa được đầu tư một con đường đi thuận tiện. Trước đây, khu dân cư này nối thông suốt với đường Hoàng Hữu Nam ra xa lộ Hà Nội. Thế nhưng từ năm 2017, khi bến xe miền Đông mới được xây dựng, tuyến đường chính đã bị ngăn lại. Trong khi đó, dự án mở đường nhiều năm nay vẫn chỉ nằm trên giấy, chưa được triển khai.
Phản hồi về vấn đề này, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây Ủy ban Nhân dân quận 9 cũ đã triển khai thực hiện dự án xây dựng đường A8 để giải quyết việc lưu thông cho người dân tổ chính khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình. Thế nhưng sau khi quận 9 được sáp nhập thành thành phố Thủ Đức, dự án bị dừng cho đến nay. Dự án này hiện nay là do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư và đã được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt tại quyết định số 6941 ngày 31 tháng 12 năm 2019 với quy mô là chiều dài là 621m, chiều rộng là 12m, tổng mức đầu tư là hơn 149 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cũng cho biết dự án đường giao thông kết nối này hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đang điều chỉnh ranh dự án, do đó tuyến đường chưa được khởi công. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và điều chỉnh ranh dự án để sớm triển khai xây dựng công trình. Những vấn đề bức xúc khác của người dân vẫn đang tiếp tục được nhóm phóng viên đường dây nóng ALV9 tiến hành xác minh và đồng hành đi tìm câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng cũng như các đơn vị liên quan. Kính thưa quý vị, bên cạnh những điều còn vướng mắc thì trong cuộc sống vẫn có nhiều việc làm ý nghĩa, những con người có nghĩa cử cao đẹp dành cho cộng đồng, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đó là chị Yến Linh, một người phụ nữ đã nỗ lực không ngừng để vượt lên hoàn cảnh khó khăn của chính mình và trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều phụ nữ khó khăn xa quê khác. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người phụ nữ kiên cường này trong một góc tích cực ngày sau đây. Khâu kiểm đếm hàng trước khi xuất xưởng. Con hẻm nhỏ ở phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Những chuyến xe chuyển hàng vẫn đều đặn mỗi ngày. Cũng do hoàn cảnh của mình mà ra thôi. Giống như là mình có con nhỏ, mình không thể đi làm công ty được, mình nghỉ ở nhà mình làm. Rồi cái mình mở một hai máy mình làm á, xong cái mấy đứa em thấy vậy thì nó cũng có con nhỏ giống mình. Cái là nó xin nó ở nhà với mình luôn, thì mình sẽ mua cho một bạn một cái máy. Mình làm từ từ riết thì mình phát triển được như thế này. Cứ như vậy, xưởng may ra đời đã được 16 năm. Là từng ấy năm, hơn 40 chiếc máy may, cũ có, mới có, vẫn đều đặn chạy. Hầu hết nhân công của xưởng đều là phụ nữ ngoại tỉnh tới thuê trọ quanh khu vực An Phú Đông và tìm thấy ở đây một điểm tựa để mưu sinh. Giờ công việc nó cũng khó khăn, mấy công ty kia thì nó cũng không có hàng quá gì nhiều, làm đây thì hàng quá cũng ổn định. Giờ giá cũng thoải mái, đưa đứa con còn đi học, con còn nhỏ mà. Không bao giờ ngừng bước đâu, bây giờ còn sức tới đâu là chị sẽ cố gắng làm hết sức có thể tới đó. Không chia giá cao giá thấp gì hết, miễn sao có việc làm là tụi chị nhận hết. Đó là cách mà người phụ nữ quê ở Bến Tre duy trì hoạt động của xưởng may này. Dù đang giai đoạn khó khăn, nhưng chị vẫn đảm bảo mức lương trung bình từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng cho chị em công nhân, phụ cấp thêm cho những hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cùng với phụ nữ quận là tặng quà, tổ chức gian hàng không đồng đến cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Ngoài ra còn tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn. Mỗi tháng, xưởng của chị Linh cung cấp khoảng 30.000 sản phẩm may gia công. Trong năm 2023, một số sản phẩm đã tiếp cận được thị trường Canada và Malaysia. Chị Linh cho biết đang ấp ủ kế hoạch thành lập cửa hàng thời trang hoạt động song song với xưởng may để tạo thêm nhiều việc làm hơn nữa cho các lao động nữ. Câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đường dây nóng ALV9 hôm nay. Nếu quý vị có những vấn đề cần phản ánh hay những câu chuyện tích cực lan tỏa tình yêu thương, đừng ngần ngại hãy chia sẻ với chúng tôi qua số hotline Đường dây nóng ALV9 là 0389 247 247. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.